Chương một. Trượng phu ngươi vách quan tại ép không được, cầu cất giữ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dạ Giả hát phong cao, núi sâu rừng già. Hai nam nhân mang một ngụm hát quan đi tại núi hoang trên đường nhỏ, một vị lão phụ đi ở phía trước dẫn đường, ba người đều là mặc một thân trắng thuần tan phục, khuôn mặt thê lương bi ai. Mắt lạnh ánh trăng bày vẫy mà xuống, chung quanh trong rừng rậm lờ mờ, dạ kêu khóc nỉ non tiếng vang trắng đêm không vượt qua trước mặt gặp gần đường núi, một tòa đạo quan hình dáng xuất hiện tại ba người tầm mắt bên trong. Tòa này đạo quan tự hồ hoang phế rất nhiều năm tháng, mấy đạo to bằng cánh tay vết trạng trải rộng mặt tường, phía trên đại môn treo bản hiệu lại oai lại phá, mạng nhện lít nha lít nhít bò đầy xa nhà. Nhóm chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm lại đi thôi. Lão Phụ quay đầu đối sau lưng nhất quan tại hai người nói, ban đêm đi đường vốn là không an toàn, huống hồ vẫn là tại núi hoang. Được rồi mẹ. Hai năm nhân một ngụm đáp ứng, hát quan lại lớn vừa trầm, bọn hắn nhất rất mệt mỏi. Sau đó lão phụ đi đến đạo quan cũ nát trước cổng chính, đưa tay đẩy, lại không có thể đẩy ra. Lão phụ có chút ngoài ý muốn, cửa lớn từ bên trong khóa ngược lại, nói rõ đạo quan là ở người. Lão phụ do dự một chút, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ. Có ai không? Một trận đi lại tiếng sột soạt âm thanh từ sau cửa truyền đến. Rất nhanh, một vị mi thanh mục tú tuổi trẻ đạo sĩ mở cửa. Các ngươi là? Tuổi trẻ đạo sĩ hỏi thăm. Gặp qua tiểu đạo trưởng. Lão phụ vội nói, trên người đối phương đạo bào trang phục rõ ràng là đạo quan chủ nhân. Mẹ con chúng ta ba người là trên hàng trấn ngưu gia thôn thôn dân, ban đêm đi đường đến đây vừa mệt lại khốn, hy vọng có thể tại đạo quan nghỉ chân một chút. Tuổi trẻ đạo sĩ không nói lời nào, hai mắt nhìn chầm chầm lão phụ sau lưng hát quan, tự hồ đối với việc này vật có chút kiên kỵ, lão phụ giải thích nói. Tiểu đạo trưởng không cần phải lo lắng, trong quan tài là trường phu ta, hắn trước mấy thời gian chết tại Thanh Sơn Trấn, nhóm chúng ta cả nhà nhận được quan phủ thông tri, cố ý đem hắn đón về nhà an táng. Trường phu ta, khi còn sống là người tốt. Tuổi trẻ đạo sĩ trầm mặt nửa ngày, cuối cùng động lòng trắc ẩn, nói. Các ngươi vào đi. Đa tạ tiểu đạo trưởng. Lão phụ cùng nàng hai đứa con trai nhau nhau cảm tạ. Tuổi trẻ đạo sĩ dẫn bọn hắn vào cửa, đi qua cỏ dại rậm rạp tiểu viện đi vào buồn trong. Trong phòng đốt một đống lửa, một vị cùng tuổi trẻ đạo sĩ mặc cùng kiểu đạo bào tiểu cô nương ngồi tại đống lửa bên cạnh, ánh lửa lúc sáng lúc tối chiếu rọi tại trên mặt nàng. Tiểu cô nương sau lưng bày biện một tôn bùng tượng nặng, có thể là đạo quan hoang phế quá lâu, bùng tượng nặng đầu lâu không cánh mà bay tại lúc sáng lúc tối trong ngọn lửa nổi bật ra mấy phần quỷ dị quái đản cảm giác. Đạo quan điều kiện đơn sơ, không có dư thừa xương phòng, các ngươi chỉ có thể ở nơi này chen một đêm. Tuổi trẻ đạo sĩ nói với ba người. Lão phụ nhìn một chút đống lửa, lại nhìn một cái bùng tượng nặng, mỉm cười nói. Không có gì đáng ngại, có thể có cái nghỉ chân địa phương nhóm chúng ta liền rất thỏa mãn. Tuổi trẻ đạo sĩ gật gật đầu, không nhiều lời cái gì, ngồi vào tiểu cô nương bên cạnh hai đứa con trai sau đó đem hát quang mang lên nơi hẻo lánh bên trong học tuổi trẻ đạo sĩ ngồi trên mặt đất theo trong bọc hành lý xuất ra lương khô yên lặng gặm cắn tiểu cô nương nhìn hai người một cái bỗng nhiên quay đầu đối tuổi trẻ đạo sĩ nói sư huynh ta đói tuổi trẻ đạo sĩ hơi ngưng lại từ trong ngực móc ra một khối đông lại lạnh vừa cứng bánh nướng nói ta nướng bánh cho ngươi ăn hai đứa con trai cùng lão phụ khẽ giật mình, trong mắt lóe lên dị sắc, gặp tuổi trẻ đạo sĩ nhặt lên gậy gỗ đâm xuyên bánh nướng, đem gác ở đống lửa trên nướng. Đa tạ tiểu đạo trưởng ngủ lại nhóm chúng ta, không biết tiểu đạo trưởng tên gọi là gì? Lão phụ tuân hỏi. Ta gọi lục mục. Nguyên lai là tiểu lục đạo trưởng. Lão phụ như có điều suy nghĩ. Không phải nàng không tôn trọng đối phương, thật sự là lục mục tướng mạo quá trẻ tuổi, so với nàng hai đứa con trai đều muốn tuổi trẻ rất nhiều lấy nàng niên kỷ tự nhiên hẳn là xưng hô tiểu lục đạo trưởng tiểu lục đạo trưởng bình thường đều là một người ở trong đạo quan sao lão phụ lại hỏi lục mục lắc đầu còn có sư muội sư tỷ cùng sư phụ cùng ta cùng một chỗ chỉ bất quá đoạn trước thời gian sư phụ mang theo sư tỷ đi ra ngoài du lịch ba người nghe vậy hai mặt nhìn nhau xem ra tiểu lục đạo trưởng sư môn rất là thịnh vượng Lão phụ nói, sau đó không biết nhớ tới cái gì, trên mặt hiện hiện đau thương buồn bã thần sắc. Nguyên bản nhóm chúng ta một nhà cũng là bốn chiếc người, thời gian mặc dù nghèo khổ nhiều, nhưng một người nhà khỏe mạnh cũng là qua tốt đẹp. Năm nay quan cảnh không tốt trong đất náo nạn hạn hán, một năm bận rộn xuống tới không thu hoạch được một hạt nào, trong nhà cũng đoạn lương, trường phu ta không có biện pháp, vì một nhà già trẻ có thể sống sót, chỉ có thể đi vào trên trấn dựa vào lực khí đổi ăn uống không ngờ bảy ngày trước hắn vừa mới tìm tới một phần công còn chưa làm bao lâu liền trêu chọc đến một cái ác bá kia ác bá không gì sánh được ngang ngược trước mắt bao người trực tiếp đem trượng phu ta đánh chết tươi nói đến đây lão phụ nhân nhìn không được lả chả rơi lệ nàng hai đứa con trai cũng đỏ cả vành mắt gắt gao nắm chặt nắm đấm trên mặt tràn ngập bi thống nhóm chúng ta nhìn thấy thi thể thời điểm đơn giản không thể tin được trượng phu ta chết quá thảm rồi ác bá không chỉ có dùng đao mở ra bụng hắn còn đem hắn toàn bộ đầu cắt bỏ ô ô ô đề cập chuyện thương tâm lão phụ khóc khóc không thành tiếng nước mắt thành chuỗi nhỏ xuống nạn hai đứa con trai thì trợn mắt trừng trừng hàm răng cắn khanh khách rung động sư huynh ta thật đói a à. lúc này tiểu cô nương bỗng nhiên lại nói với lục mục một câu đừng nóng vội bánh lập tức liền nướng xong lục mục trấn an nói bị dạng này quấy rầy một cái lão phụ ba người trong mắt lần nữa hiện lên dị sắc cái kia ác bá về sau hà trạng thế nào lục mục hỏi thăm lão phụ khóc sướt mướt nói cái kia ác bá trong nhà có tiền có thế cho quan phụ xử hết bạc quan phụ chẳng những không có truy cứu hắn trách nhiệm ngược lại còn cho ta trượng phu an một hạng có lẽ có tội danh tán dương ác bá vì dân trừ hại giết tốt tại sao có thể như vậy lục mục thở dài đối lão phụ trường phu tao ngộ biểu thị thông cảm trường phu ta cứ như vậy oan khuất ủng mạng mẹ con chúng ta cũng khó khăn qua cực kỳ chỉ hận tự mình không có bản lãnh không thể cho hắn chủ trì công đạo cái kia ác bá là ai ta trong nha môn cũng nhận biết mấy người trước đây không lâu còn gặp qua chu huyện lệnh bị hắn thưởng bạc trước mặt mọi người khen ngợi vì dân trừ hại có lẽ có thể giúp đỡ các ngươi bận biểu cũng không nhất định lục mục nói lão phụ biến mất nước mắt nhóm chúng ta cũng không biết rõ ác bá kêu cái gì, cái biết rõ hắn họ lục, nhà ở tại Thanh Sơn trấn hướng đông ba dặm đạo quan bên trong. Lục mục bỗng nhiên không nói, lão phụ ba người ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm hắn. Một thời gian, đống lửa lấp lóe lợi hại hơn, lúc sáng lúc tối tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, đằng sau tôn này không có đầu lâu bùng tượng nặng bảo trì tuyệt đối lặng im. Ác bá làm sao lại ở trong đạo quan đây? Lục mục nói thầm phanh phanh lúc này bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên tiểu lục đạo trưởng có phải hay không lại có người đến tá túc rồi lão phụ thăm thẳm nhắc nhở không phải lục mục chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong hát quan nói là trượng phu ngươi vách quan tại ép không được phanh 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 tiếng gõ cửa càng thêm kịch liệt cả thành hát quan bỗng nhiên chấn động chính như lục mục nói như vậy vách quan tài ẩn ẩn có muốn bị tung bay dấu hiệu. Sư huynh, ta thật đói không chịu nổi, nhóm chúng ta đem bọn hắn ăn đi. Tiểu cô nương lôi kéo lục một ống tay áo năng nỉ nói, trừng trừng nhìn chầm chầm lão phụ ba người cùng chiếc kia chấn động không chỉ hát quan, khóe miệng lưu lại thơm ngọt nước bọt. Đừng nóng vội. Lục mục tiếp tục trấn an nàng. Ta thử lại lần nữa cùng bọn hắn giảng đạo lý, dù sao sai không phải nhóm chúng ta. Lời này vừa nói ra, lão phụ cùng nàng hai đứa con trai chỉ cảm thấy có một cổ kinh dị hàng ý từ phía sau lưng bốc lên, da đầu ẩn ẩn rung lên. Ngươi đến tột cùng tại cùng ai nói chuyện? Lão phụ thanh âm bén nhọn kêu lên, tự hồ muốn dùng loại này la to phương thức để che giấu nội tâm sợ hãi. Đây đã là ngươi lần thứ ba đối không khí nói chuyện, mà lại chúng ta tới trước đó làm qua điều tra, ngươi căn bản không có cái gì sư muội sư tỷ sư phụ, thương khung quan từ đầu đến cuối cái ở một mình ngươi nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả